Ăn thì có thể ăn bừa, nói thì cũng có thể nói bừa, nhưng lão già này thì tuyệt đối không được phép chọc bừa, bởi lẽ ông ta chính là truyền nhân duy nhất còn sót lại của thánh Hindi. Với thân thủ phi phàm và võ công thâm hậu, chỉ cần một chưởng quay tay đại pháp cũng đủ làm 100 võ sĩ vỡ hết cả mồm. Chính vì thế, khi lũ đầu trâu mặt ngựa xâm chiếm các ngôi đền cổ và tàn sát người dân vô tội, thì thấy ông ngoại chính là một vị cứu tinh của bà tánh đang rơi vào cảnh lầm than. Để thượng tôn môn võ cổ truyền Ấn Độ cũng như xây dựng lực lượng bảo vệ các vùng đất, thầy ông ngoại đã quyết định thu nhận 1.000 đứa trẻ thông minh khôi ngô tuấn tú, chân có huyền đề từ khắp mọi nơi, sau đó đưa lên đỉnh núi cao chót vót mà bố chim đại bàng cũng không bay tới để đào tạo thành những võ sĩ bất khả chiến bại. Tuy nhiên đã một năm trôi qua, bà thánh ca mà ông dạy dắt cổ bóng họng hàng ngày nhưng vẫn không một đứa trẻ nào thuộc được. Bỗng dưng một tiếng hát dưới sườn núi vang lên lại thuộc lầu lầu bài thánh ca này khiến ông vô cùng kinh ngạc. Mò xuống xem sao thì ra đó là một cậu bé chăn bò tên là Arthur, con của gia đình nông dân nghèo khổ. Biết rằng đây không phải là một cậu bé bình thường nên thầy ông ngoại đã xin hai vợ chồng đưa cậu bé này về đền cổ nuôi dưỡng. Quả đúng như ông nhận định, Arthur là một thiên tài luyện cung phu nên đã tiếp thu rất nhanh những tinh hoa của bộ môn võ cổ truyền Ấn Độ. Thầy ông ngoại cũng không ngờ rằng Arthur lại tiến bộ còn nhanh hơn cả cách người yêu cũ trở mặt. Mặc dù là em út nhỏ tuổi nhất môn phái, nhưng đại sư huynh Arthur cũng chẳng ngán ngẩm gì. 10 năm sau, cậu bé chăn bò ngày nào nay đã trở thành một võ sĩ cơ bắp cường tráng, là người ưu tú nhất trong những người ưu tú. Sức mạnh của Arthur càng ngày càng khiến mọi người kinh ngạc khi anh chém xuyên được cả chuông đồng khổng lồ. Cuối cùng, 1.000 đứa trẻ năm nào nay đã tu thành 10 quả và được sư phụ giao cho một nhiệm vụ vô cùng cao cả. Ai bốc thăm ngẫu nhiên được ngôi đền nào sẽ trở thành chiến binh canh giữ ngôi đền đó. Và anh chàng Arthur là người được chọn để bảo vệ ngôi đền thánh, một ngôi đền đầu tiên trên thế giới và là ngôi đền quan trọng nhất của các đấng thần linh. Và một ngày nọ, một tên trùng khủng bố đã dẫn lũ khốn nạn bất ngờ tấn công vào một ngôi đền dưới chân núi. Thằng nào thằng nấy đều được trang bị hàng nòng đến tận răng. Bọn chúng đã giết chết rất nhiều tín đồ và đang định chiếm đóng ngôi đền để mua thịt chó về ăn. Nhận được tin này, thầy ông ngoại ngay lập tức có mặt. Ông nói rằng một là cút đi, hai là vào viện chấn thương chỉnh hình đón Tết Nguyên Tiêu. Tên trùng cứ ngỡ ông là một lão già thần kinh nên nói rằng mày hộ bố mày cái. Hắn vừa dứt lời, thầy ông ngoại hét lên một tiếng. Arthur từ trên trời lao xuống như một vị thần ngầu hơn quả bầu, đằng đằng sát khí. Anh bay lên cao né đạn rồi điên cuồng chém giết. Chấp hết các định luật vật lý mà ông nội Newton sống dậy cũng khó lòng mà đỡ được. Arthur dùng kiếm thanh đánh bay hàng rổ kẹo đồng nên chẳng hề hấn gì. Tiểu lý phi châm cũng đủ xiên chết một thằng. Tốc độ di chuyển của anh không khác gì mây bay nước chảy. Gặp thằng nào thì Arthur chém chết thằng đấy. Đạn có nhanh đến mấy thì cũng chẳng bằng anh. Với kiếm thanh trong tay, Arthur chấp hết các loại gió mùa. Bọn này dám động vào vùng đất thánh thì coi như tập xác định đi là vừa. Người dân thi nhau cổ vũ cho anh. Chỉ trong phút mốt, lũ rơm rơm đã chính thức báo cơm chó ở nhà Diêm Vương. Thằng trùm cay cú xông lên, Arthur cắm kiếm thần xuống tảng đá rồi bay người, dùng nhát dương chỉ chọc thẳng yết hầu của hắn ta. Sau đó anh đá một phát rồi lao tới đấm phát thứ hai cho nát luôn hàng tiền đạo. Cuối cùng Arthur rút thanh kiếm chém hắn làm đôi vứt cho chó nó nhai. Giải quyết xong tất cả, anh đứng oai phong như một bức tượng đài cơ bắp. Các phóng viên thi nhau chụp ảnh và người dân đã chính thức coi anh như một idol của giới trẻ. Và một ngày nọ, một cụ già bỗng dưng lên cơn đau tim thổ huyết dữ dội giữa đường. Nhận được tin này, thầy ông ngoại lập tức bảo Arthur lên đường. Từ trên núi cao, anh chàng phi xuống một cách ảo tung trào mà mấy siêu anh hùng của Marvel cũng phải gọi bằng cụ. Nhận thấy ông lão đang trong cơn nguy kịch, Arthur liền bốc một nắm đất rồi xoa lên ngực ông ta. Ai cũng tưởng anh là thằng mới từ trại thương điên sổng chuồng nhưng không ngờ ông cụ lại tỉnh dậy qua cơn nguy kịch. Thì ra đó là đất của ngôi đền thánh nên có thể chữa khỏi bách bệnh. Trừ khi chết nhan răng thì loại đất này mới phải bó tay. Arthur đưa ông lão vào đền làm lễ. Tuy nhiên cô cháu gái lại không tin vào các vị thánh nên đã thẳng mồm thổi tắt ngọn nến linh thiêng. Cô ta không biết rằng đó là một điều tối kỵ ở nơi đây. Arthur ba màu sáu cơn không thèm thương hoa tiếc ngọc đuổi theo ném thẳng cô ta xuống vực thẳm. Thầy ông ngoại thấy không nên giết người vào ngày lễ nên đã lệnh cho anh phi xuống vớt cô ta lên. Arthur căm phẫn nhưng không dám chống lệnh, lập tức phải làm theo lời sư phụ. Thay vì đền mạng trước hành động vừa rồi, thầy ông ngoại bắt cô nàng phải thắp 1 tỷ cây nến thì mới được rời đi. Tuy nhiên thắp lò cả giom chẳng được bao nhiêu nhưng khi có gió thì tất cả lại vụt tắt. Arthur xuất hiện và nói rằng nếu cô thắp bằng lòng thành kính thì ngọn nến sẽ không bao giờ bị gió thổi tắt được. Nói xong anh làm mẫu một cây nến thì mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Thấy thế cô nàng cũng thành tâm cầu nguyện rồi làm theo thì đã thắp đủ 1 tỷ cây nến lung linh huyền ảo. Cô nàng cũng đã ngất đi lúc nào không hay nhưng đã thực hiện xong hình phạt nên đến lúc mọi người phải rời đi. Tuy nhiên ông nội người đều kể lại rằng họ đang gặp nguy hiểm nên xin phép được tá túc tại ngôi đền vài ngày. Thì ra cô nàng này tên là Diana, sinh ra trong một gia đình giàu nứt đố đổ vách. Tuy nhiên trong một lần cả nhà đi cầu thánh Hindi, mẹ cô đã bén lửa vào váy, cha cô xông tới giải nguy thì cả hai đã biến thành những ngọn đuốc sống. Chứng kiến cha mẹ vì cầu bình an mà trở thành món nướng bóng đêm, vậy nên kể từ đó Diana không còn tin vào thánh thần nữa. Chính vì thế cô đã có hành động thổi tắt nến như vừa rồi. Tuy vậy nhưng Diana lại có một tấm lòng nhân ái, trái tim nhân hậu và quả cật từ bi luôn muốn giúp đỡ những người nghèo. Đối nghịch hẳn với cô là thằng Charlie Sin, một tên ma cô cường hào ác bá giết người không gây tay. Một năm gia đình hắn ta đạt chỉ tiêu phải giết đủ 1.000 người thì mới yên lòng ăn Tết. Nhà người ta thì được vợ mất chồng, còn nhà này thì lại được cả hai. Con mụ vợ tên là Zena vừa già vừa xấu lại vô duyên và cũng ác không kém thằng chồng. Hơn thế nữa, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Hai vợ chồng ác bá đẩy ra thằng con trai Na Cà Rốt cũng lại làm xã hội đen.
Và một ngày nọ, cô nàng Diana biết tin một người đàn ông bị gia đình nhà này giết hại. Diana lập tức có mặt và giúp đỡ gia đình 400 triệu để an táng. Tuy nhiên, hành động này của cô đã làm cho con mụ Jenna vô cùng phẫn nộ. Bà ta nói rằng nhà mày thừa tiền hay sao con danh con kia. Diana tức giận chửi lại, loại ác bá như các người thì Diêm Vương cũng không độ nổi, lột hoa quả không chừa một ai. Nói xong, Diana liền quay đít rời đi. Ôm mối nhục trong lòng, thằng con trai liền tới bệnh viện nơi ông nội Diana đang chữa bệnh tim để đe dọa. Lo cho cô cháu gái nên cả nhà mới phải lánh nạn lên vùng núi này. Giờ thì Arthur đã hiểu ra mọi chuyện. Ông nội cô nàng nhờ anh hãy làm cho cô cháu gái Diana tin vào thánh Hindi. Arthur nói rằng đơn giản như đan rổ, hãy cho tôi 7 ngày để thực hiện lời hứa với ông già. Arthur dẫn cả nhà Diana đến một dòng thác linh thiêng, những ai không tin vào thánh Hindi thì sẽ không bao giờ chạm được vào nước của dòng thác này. Tuy nhiên gia đình Diana ai cũng cho đây là điều phi lý. Một ông chú của cô nàng là người không tin mấy thứ tào lao nên liền đi thử. Bất ngờ rằng ngọn thác này luôn ông ta, không những thế còn chảy ngược lên trên và không chịu dò một giọt nào. Điều này khiến cho cô nàng Diana vô cùng ngạc nhiên. Bàn tìm bán nghi, cô nàng đi lên thì cũng gặp điều tương tự, bởi lẽ cô là người không có lòng tin vào thánh. Ngọn thác cũng lại chảy ngược về phía trên như một lời cảnh tỉnh. Cuối cùng đến ông nội của cô, người luôn tin vào thánh Hindi bước đến bên dòng suối. Quả nhiên nước đã chảy trở lại một cách diệu kỳ và dội thẳng lên người của ông. Ngày hôm sau, cô nàng Diana chơi bóng chày cùng lũ trẻ châu sau đền. Tuy nhiên cô đã vô tình đánh bóng trúng chú voi thần, một linh vật ở nơi đây. Lập tức chú voi giật xích đuổi theo cô nàng để tấn công. Diana không may vấp ngã, trong tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, Arthur đã có mặt giải vây khiến cô nàng có phần cảm động. Ngày hôm sau, ông nội Diana nhờ sư thầy làm lễ siêu thoát cho cha mẹ của cô. Tuy nhiên phải có một người đàn ông dâng lễ xuống sông Hằng, nhưng Diana lại là con gái. Khi mọi người không biết phải làm sao thì Arthur đã đứng ra giúp cô nàng điều đó. Anh làm lễ như thể là một người con báo ơn cha mẹ chứ không phải một người dưng nước lã, khiến cho cô nàng Diana lại có một cái nhìn khác với anh. Cô đã yêu Arthur mất rồi, đã yêu thì yêu cả tông ti họ hàng. Arthur tin vào thánh Hindi thì nay Diana cũng vậy. Cô có lòng tin với Đức Thánh và quyết định thử tấm chân tình của mình với dòng thác linh thiêng. Nếu dòng thác chấp nhận cô thì tình yêu của cô đối với Arthur là đúng. Quả nhiên nước đã dội thẳng cô nàng, chứng tỏ thánh Hindi luôn là một vị thần bao dung. Ngày hôm sau, ngôi đền đang chuẩn bị cho một ngày lễ đặc biệt quan trọng. Diana đang chạy thì va ngay vào một người phụ nữ. Bà ta có vẻ ghê gớm, liền cho cô nghe một bài cải lương sắp hết cả mặt. Tuy nhiên một người đàn ông đến và nói rằng đây chính là bố mẹ chồng của cô, còn đây chính là người yêu của con trai ông bà, nhà giàu nhất kẻ Ấn Độ này. Nghe xong, bà mẹ chồng lập tức thay đổi 360 độ, nhận luôn cô nàng làm con dâu. Không những thế còn hết lời khen ngợi cô thùy mị nết na và tính luôn đến chuyện đặt tên cho thằng cháu đít tôn là gì. Tuy nhiên khi hai người trở về thì thấy ông nội đã ngồi thù lù một đống giữa nhà, thì ra ông thấy Arthur là người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc nên muốn anh trở thành người kế vị trưởng môn tiếp quản ngôi đền này thay ông. Tuy nhiên thấy ông ngoại đến đây để xin phép hai người, bởi vì khi Arthur là người trụ trì thì sẽ không lấy được vợ, phải độc toàn thân suốt đời cho đến khi xanh cỏ. Nghe lỏm được tin này, Diana như sét đánh bên tai. 20 năm chưa một củ khoai vắt vai, nay trái tim đã rung động nhưng lại vừa ngay phải anh thấy tu chính hiệu. Mẹ của Arthur cũng tiếc nổ đong đóm mắt, nhưng anh đã là môn đệ của thầy ông ngoại từ nhỏ nên bà cũng chẳng làm trái được lời sư môn. Diana ngồi ngẩn tò te một góc vì buồn phiền. Arthur xuất hiện hỏi tại sao thì cô nói rằng buồn do không lấy được người mình yêu. Tuy nhiên Arthur trả lời ngôi đền này ngày mai sẽ đóng cửa bằng một chiếc khóa to tổ tràng trong 6 tháng mùa đông do tuyết sẽ bao phủ nơi đây. Người ta sẽ thắp một ngọn nến vĩnh cửu, nếu ai lấy được hoa cúc thần và cầu nguyện khi ngọn nến được thắp lên thì 6 tháng sau khi ngôi đền được mở cửa, chỉ cần quay lại lấy hoa về thì điều ước của người đó sẽ trở thành hiện thực. Diana nghe vậy thì liền nhờ Arthur xin hãy giúp mình. Với lòng chân thành của một chiến binh thánh Hindi, Arthur hứa sẽ giúp rồi lập tức dẫn cô nàng lên núi để tìm hoa cúc thần. Cùng lúc đó, tên cường hào ác bá Lee Sin mới đi giết người thứ 999 trở về. Nghe mụ vợ Jenna kể về việc hai mẹ con bị Diana sỉ nhục thì vô cùng cay cú. À ta bắt thằng chồng phải bắt Diana về làm con dâu của mình. Thằng con trai Nakarot lập tức gọi cho ông chú của Diana thì hay tin cô nàng đang ở đền thánh và đã phải lòng anh chàng Arthur, người đang nổi như cồn và là idol của giới trẻ. Máu chó nổi lên, Lee Sin sai thằng con trai đi truy sát Arthur để biến anh thành nạn nhân thứ 10000 của chúng để hoàn thành chỉ tiêu giết người trong năm nay, đồng thời sẽ bắt luôn Diana về làm vợ cho nó máu. Tuân lệnh cha, Nakarot lập tức dẫn quân lên đường. Ở phía bên kia, Arthur đang dẫn cô nàng trèo đèo lội suối lên núi cao hái hoa cúc thần để thực hiện điều ước của nàng. Trèo phọt cả cơm, cuối cùng hai người cũng đã lên đỉnh. Diana vội chạy ra thì xém tí lộn cổ xuống vực đầu thai sang kiếp khác. Arthur trợ giúp thì nhân cơ hội đó cô nàng giả vờ trượt chân để ôm anh vào lòng. Đúng là Arthur vô cảm, miếng ngon đến mồm mà còn không biết mà húp, đã thế còn để cô nàng tuột tay rơi ngay xuống dưới. Tuy nhiên vào thời khắc đó, Diana đã vô tình kéo tuột chiếc vòng tay của Arthur như một vật làm tin. Lúc này ở phía ngôi đền, mọi người đã kéo đến đông như kiến cỏ để làm lễ thắp nến vĩnh cửu. Sư phụ nhìn mãi thì chẳng thấy Arthur đâu, thì ra anh đang cùng Diana tốc biến trở về nhưng lại gặp ngay Nakarot cùng lũ đàn em đang chặn đầu. Arthur bảo cô hãy cầm hoa chạy trước về đền để kịp cầu nguyện, còn anh sẽ ở lại cầm chân lũ này. Một cuộc truy sát bắt đầu, những tên sát thủ phóng dao quắm vô cùng lợi hại, tuy nhiên Arthur cũng lợi hại không kém nên hoàn toàn né được. Chúng bám theo anh ra như đỉa đói, Arthur bực mình lấy một con dao quắm phi trả lại chém chết toi một thằng.
Ái chà, Khinh Công cũng rất ra gì và nảy nọ, dám chặn cả đầu chiến binh đền thánh. Tuy nhiên A Thơ đang bận quay về nên anh chỉ đánh qua loa chứ không muốn tiếp chiêu của lũ này. Thằng cờ hó Nakaroth tóm cổ được cô nàng nhưng A Thơ cũng đã kịp thời giải vây, bọn áo đen cũng đã xông tới. Anh bảo cô nàng hãy cứ vào trong cầu nguyện, còn anh sẽ ở đây cho lũ này rụng răng ăn cháo. Không còn cách nào khác, Diana đành lòng vào trước. A Thơ thì tà xung hữu đột tập thể dục buổi sáng với lũ khốn nạn này, ép dầu ép mỡ ai nữa ép duyên. Con gái nhà người ta lại ngang nhiên đòi bắt về làm vợ thì đấm cho vỡ alo cũng hoàn toàn xứng đáng. Một thằng đến anh đấm chết một thằng, hai thằng đến anh cũng đánh bay cả hai. Cuối cùng A Thơ dùng tuyệt kỹ hai ngón thần công, anh chọc cho lũ này tơi bời khói lửa. Phía bên trong, Diana đã có mặt kịp thời, nghi lễ thắp cây nến vĩnh cửu do thầy ông ngoại chủ trì cũng đã được diễn ra. Diana ước rằng 6 tháng sau cô sẽ lấy được A Thơ và bắt anh trả bài hàng đêm, sau đó cô dâng hoa lên đức thánh. Phía bên ngoài, thằng cờ hó Nakaroth thấy A Thơ quá lợi con nhà bà hại nên liền chơi bẩn lao tới cướp tượng thành Hindi, sau đó chạy thẳng ra cây cầu và ném xuống vực thẳm. A Thơ thấy thế thì không chần chừ mà lập tức đuổi theo, anh lao xuống để vớt bức tượng thì đồng thời lũ hổ báo cáo trồn cũng lao theo sau. Dưới nước, A Thơ lao giữ bức tượng nên bị chúng đâm cho rất nhiều, máu nổi đỏ chót cả một dòng sông khiến cho thằng cờ hó Nakaroth vô cùng đắc ý, còn cô nàng Diana thì lại lao sút cả vó. Tuy nhiên sau đó, A Thơ nổi lên một cách thần kỳ, còn lũ đàn em của thằng khốn nạn đã nạp mạng cho Hà Bá. Nhưng khi A Thơ đặt bức tượng vào vị trí cũ thì lại bị Nakaroth cắn trộm đâm lấy sau lưng, vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến anh đã ngã gục, còn thằng cờ hó thì hả hê dắt cô nàng Diana về làm vợ. A Thơ rơi vào trạng thái trên bảo dưới không nghe, ý chí thì còn mà đôi chân không gượng dậy được, chết vì gái là cái chết tê tái. Diana sau khi bị bắt về thì không khác gì tù giam lỏng, tuy nhiên ông nội đã đem đến cho cô một tin vui rằng người yêu cô vẫn còn sống nhan răng và sẽ quay trở lại cứu cô vào một ngày gần nhất. Nhận được tin này, Diana vui như bố đẻ em bé. Nhưng ngày hôm sau, gia đình nhà thằng cờ hó Nakaroth đã mang sính lễ đến ép cưới Diana. Không những thế, hắn còn mang theo cả thầy bói để xem ngày lành tháng tốt. Thầy bói nói rằng 6 tháng sau khi ngôi đền mở cửa sẽ là ngày tốt nhất. Nghe theo lời thầy bói, à ma nữ liền dâng sính lễ chờ ngày ăn hỏi. Ông nội Diana tức hất đổ cả chiếc mâm. Ông nói, năm nay tôi đã hơn 70 tuổi mà chưa thấy cái trường hợp này bao giờ, phải tôi đấm cho mấy nhát. Nói xong, ông thẳng tay vả cho con mụ này một phát. Thằng chồng thấy thế liền rút dao chém vào cổ tiện ông xuống suối vàng. Diana cùng chị gái chạy đến thì đã quá muộn, đúng là một lũ vô nhân tính không bằng loài cầm thú. Ở phía bên kia, A Thơ đã hoàn toàn bình phục, tuy nhiên anh bị mọi người quở trách vì dại gái mà làm hỏng chuyện lớn của ngôi đền. Nhưng anh nào có yêu cô nàng Diana, anh chỉ đang giúp cô thực hiện điều ước để cưới được người cô yêu mà thôi. Anh giờ này vẫn không hề biết rằng người Diana yêu lại chính là anh, sứ thần mắng chửi bố mẹ anh thậm tệ, ngay cả thầy ông ngoại cũng không còn tin vào anh nữa. Để chứng minh lòng trung thành của mình với thánh Hindi, A Thơ lao đầu vào chuông đồng định tự tử. Chứng kiến cảnh này, sư phụ liền quay lại, rồi thì ông đã tin rằng anh không yêu cô nàng Diana và tha lỗi cho anh. Thằng cờ hó Nakaroth sau khi bắt được Diana thì tối ngày say xỉn, thấy cô nàng nằm nghiêng ráo nước, hắn cứng hết cả người, chốt cửa lao vào định làm Doãn Trí Bình quyện cô, đòi ăn cơm trước kềm, ăn kem trước cổng, động phòng hoa chúc. May mắn Diana phản kháng nên chị gái cô đã kịp thời phá cửa xông vào giải vây, xem tí nữa thì A Thơ trở thành thằng đổ vỏ. Không còn cách nào khác, cô viết một bức thư cầu cứu rồi nhờ một cậu bé gửi cho A Thơ. Tuy nhiên sư phụ đọc được thì lại xé tan nát rồi ném lên không trung. Ai dè trời xui đất khiến thế nào những mảnh giấy này lại bay tới đúng đỉnh núi mà A Thơ đang luyện võ. Anh ghép từng mảnh giấy lại thì đọc được lời cầu cứu của Diana. Dù không yêu cô nhưng lời hứa của một chiến binh đã nói ra thì nhất định phải thực hiện. Lập tức A Thơ trượt tuyết quay trở lại ngôi đền thánh Hindi, giờ đây đã bị vùi trong băng giá. Anh đào bới lấy một nắm đất thánh, sau đó bỏ vào túi rồi gửi cho cô nàng Diana qua đường bưu phẩm. Cô nàng nhận được còn chưa kịp vui thì đã bị thằng Nakaroth đổ hết xuống đất. Không hiểu tại sao anh không đến cứu mà lại gửi đất làm chi. Cuối cùng 6 tháng mùa đông cũng dần trôi qua, ngày ngôi đền mở cửa trở lại và là ngày Diana phải tổ chức lễ cưới với thằng côn đồ Nakaroth cũng đã đến. Con mụ Zena viết thiệp mời cưới đi gửi khắp nơi. Tuy nhiên khi mời đến ông thầy bói thì ông lại nói rằng đám cưới này sẽ không bao giờ diễn ra được nữa. Nhân cơ hội bọn chúng vắng nhà, cô nàng Diana và chị gái đã bỏ trốn. Tuy nhiên khi nhảy lên một đoàn tàu, cô nàng đã làm rơi chiếc vòng bằng đồng của A Thơ mà trước đó cô vô tình có được khi đi hái hoa cúc thần trên đỉnh núi. Diana đành nhảy xuống để lấy chiếc vòng thì ai dè thằng Nakaroth cũng đã đuổi kịp. Thế là chỉ có mình cô chị gái của Diana chạy thoát mà thôi. Cô ấy đã lập tức tới tìm A Thơ, cô trách anh vô tình không đến cứu em gái của mình mà lại gửi đống đất trồng cây làm cái quần quầy gì không biết. Nếu anh không đến thì hôn lễ của Diana sẽ diễn ra và cô ấy sẽ tự sát. Bị đả kích quá lớn trong lòng, A Thơ đành mang tội bất nghĩa với sư phụ của mình. Về phía Diana, sau khi quay trở về nhà giam, cô nói rằng các người có thể ngăn tôi bỏ trốn nhưng không thể nào ngăn được A Thơ đến cứu tôi. Biết được tin A Thơ còn sống, bọn này mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc. Ngay lập tức, thằng chồng Lee Sin đã đánh trực thăng bay lên ngôi đền cổ, nơi đây mọi người đang dọn dẹp để mở cửa lại ngôi đền sau 6 tháng ngủ đông vào ngày mai. Đàn em của bọn chúng cũng đến đông như quân nguyên, điên cuồng đập phá ngôi đền, đúng là không bằng loài cầm thú. Bọn chúng đấm cả các cao tăng và muốn săn phẳng nơi đây để tìm A Thơ. Tuy nhiên chúng không ngờ rằng A Thơ đã bắt Grab tàu hỏa xuống núi để giải cứu cho Diana. Giờ đây anh không thể nào nhân nhượng với lũ khốn nạn này được nữa. Cầm theo kiếm thánh trên tay, anh nói: "Thằng chó, thả người hay ăn đòn." Vừa dứt lời, thằng Nakaroth không thèm đáp lại mà cho đàn em xông đến nói chuyện. Tuy nhiên chúng
sớm không biết rằng lòng căm thù của Arthur đang trỗi dậy mạnh mẽ đến mức nào. Anh đã chính thức bật chế độ đồ sát nên thẳng tay chém chết lũ này chứ không còn lòng thương. Tung kiếm phát nào là cũng vài thằng phải gục, kết hợp với tuyệt kỹ Nhất Dương Chỉ thì bọn chúng đâu có nhằm nhò gì. Chỉ trong nháy mắt, gần 100 thằng đã chính thức có tên trong danh sách của Diêm Vương. Còn mấy thằng cố chấp xông lên, Arthur tung kiếm rồi lao lên cướp hai thanh đao của bọn chúng điên cuồng chém giết. Cuối cùng anh bắt kiếm đâm xuyên người thằng cờ hó Nagaroth để trả mối nhục năm nào. Nhân cơ hội đó, cô chị gái về báo tin cho Diana. Cô nàng tức tốc bỏ chạy thì gặp ngay con mụ Zena. Diana mốc đất thánh ném thẳng vào mắt à ta rồi chim én đi tìm Arthur. Cuối cùng thì cô cũng đã gặp lại được người mình yêu sau 6 tháng nhớ mong. Nhìn thấy cơ bắp cuồn cuộn của Arthur khiến tim cô nàng rụng luôn cả cuống. Sau trận đánh vòi rồng vừa rồi, nhà của thằng cờ hó nay đã trở thành khoa cấp cứu của bệnh viện trung ương. Thằng thì thiếu tay, thằng thì thiếu chân và thằng thì thiếu luôn cả họa mi. Mụ vợ trách Lee Sin là thằng vô dụng, để một thằng nhãi con đâm con trai cưng của Arthur sống thiếu chết khiến hắn vô cùng nhục nhã. Ở phía đền thờ thánh Hindi, nơi đây đã trở nên tan hoang như quán karaoke vừa bị cháy. Các tín đồ của trách thầy ông ngoại vì Arthur bảo vệ ngôi đền nhưng nay đã bỏ đi với gái nên mới ra nông nỗi này. Ông nhục nhã thề sẽ không tin Arthur nữa và đuổi anh khỏi sư môn. Ngày hôm sau, buổi lễ mở cửa đền thờ vẫn được diễn ra, các con chiên kéo về đông như kiến cỏ. Arthur cũng đang mang người đẹp quay lại để lấy hoa cúc hoàn thành lời ước nguyện. Chỉ cần cầm được bông hoa trên tay thì điều ước của cô sẽ thành hiện thực. Diana rất vui về điều đó. Tuy nhiên lúc này, thầy ông ngoại lại đuổi thẳng cổ Arthur ra khỏi sư môn. Diana cảm ơn anh vì đã giúp cô tới cùng. Khi cô đang hỏi Arthur có biết người cô muốn lấy là ai không thì đúng lúc đó, ba chiếc trực thăng của đại gia đình thằng cờ hó Nagaroth cũng có mặt. Hắn sai đàn em xông lên giết Arthur để cướp dâu. Tuy nhiên Arthur này đã khác, anh đã thực hiện xong lời hứa nên dắt thẳng cô nàng Diana trao cho bọn chúng và nói rằng không hề yêu cô ấy. Mọi việc anh làm chỉ là vì thực hiện lời hứa mà thôi. Anh định tự tử để chứng minh điều đó với thầy ông ngoại. Diana như chết lặng, cô không chịu được nữa liền hét lên, người em yêu chính là anh, em sẽ chết nếu không có anh. Các người bảo tôi tin vào thánh Hindi nhưng tôi đã ước mà đâu có thành hiện thực. Mọi người đang bị mù quáng với lòng tin này. Cô ném trả Arthur chiếc vòng, sau đó để cho gia đình Nagaroth kéo đi. Thầy ông ngoại chứng kiến cảnh này thì vô cùng cảm động. Ông thấy sự hy sinh vì tình yêu của Diana vô cùng cao cả, có thể nguyện chết vì Arthur nên ông đã cho phép anh lấy vợ mà vẫn kế thừa được ngôi vị trưởng môn. Nhận được tin này, Arthur liền xông tới giải cứu người đẹp, hai tay tóm lấy 6 chiếc rìu, anh phóng cho chúng lòi hết cả ruột gan phèo phổi. Cái gì chứ, lũ này anh nhất định phải giết. Côn đồ xã hội đen mà bày đặc mặt đồ trắng thì đã ngứa mắt lắm rồi. Sức mạnh của một thanh niên sắp thoát kiếp FA thì anh em biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Giải quyết xong lũ đàn em này, Arthur xông lên máy bay giải cứu người đẹp. Hôm nay anh mới có dịp để phá vỡ một thằng cường hào ác bá Lee Sin này. Dăm ba cái thứ mèo cao của hắn thì nào có là gì so với võ công của anh. Chưa đầy 1 phút 30 giây, Arthur đã cướp được kiếm nhưng lại không ra tay mà tha cho gia đình hắn. Ba gia đình hắn không bao giờ được đụng đến Diana một lần nào nữa. Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc. Tình yêu của Diana đã chinh phục được thầy ông ngoại cũng như anh chàng Arthur. Kể từ đó, hai người sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Arthur ngày thì đi bảo vệ ngôi đền, đêm thì lại bảo vệ người đẹp. Qua bộ phim cho chúng ta thấy, tình yêu là thứ vĩnh cửu nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần có lòng tin thì mọi rào cản về gia đình chúng ta đều có thể vượt qua được. Arthur thì đã có cô nàng Diana, vậy anh em thì đã có ai chưa? Mọt thì gấu chưa có mà gió đông đã về, ai cần cái chăn 37 độ thì qua quán phở nấm nhà Mọt để hốt về nha. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tên phim mình để ở đầu mô tả để các bạn có thể lên Google tìm kiếm xem trọn bộ đầy đủ nha. Nếu cảm thấy video này hay thì đừng quên like, share video và đăng ký kênh để ủng hộ Mọt. Nếu các bạn thích mình review bộ phim nào khác thì hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nha. Cảm ơn tất cả mọi người. I love you, Pak Pak. Bye bye.